Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thị Thanh Thảo, giảng viên âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 2, trường độ của âm thanh. Phần 3 nhỏ, trọng âm, tiết nhịp. Trong âm nhạc, các âm thanh tiếp diễn có tổ chức về thời gian. Có một số âm vang lên mạnh hơn, do đó nổi bật hơn trong mỗi chu kỳ. Các âm này được gọi là trọng âm. Sự nối tiếp những trường độ có thời gian bằng nhau, có trọng âm và không có trọng âm, được lặp lại một cách có chu kỳ gọi là tiết nhịp. Những trường độ bằng nhau, có trọng âm và không có trọng âm gọi là phách. Phách có trọng âm gọi là phách mạnh, phách không có trọng âm gọi là phách nhẹ. Phách trong tiết nhịp được thể hiện bằng các trường độ khác nhau. Sự thể hiện các phách bằng một trường độ nhất định gọi là loại nhịp. Tôi xin tóm tắt lại những gì vừa nói bằng một cái sơ đồ khóa như sau. Trong âm nhạc, các âm thanh tiếp diễn có tổ chức về thời gian. Trong sự chuyển động đều đặn âm thanh, một số âm được vang lên mạnh hơn. Những âm này trong âm nhạc sẽ vang lên mạnh hơn. Nó làm nổi bật hơn trong bộ chu kỳ và người ta gọi là trọng âm. Và bên cạnh những phách không có trọng âm thì sẽ là phách không có trọng âm. Sự nối tiếp những trường độ có thời gian bằng nhau, có trọng âm và không có trọng âm, người ta gọi là tiết nhịp. Mối quan hệ người ta gọi tiết nhịp. Những trường độ bằng nhau có trọng âm và không có trọng âm được hình thành trong tiết nhịp gọi là phách. Như vậy, ngoài cái việc nó có trọng âm và không có trọng âm, nó còn gọi là phách. Và đây là phách mạnh, người ta gọi là phách có trọng âm, người ta gọi là phách mạnh, phách không có trọng âm, người ta gọi là phách nhẹ. Có thể được ký hiệu như sau. Đó, phách mạnh thường người ta sẽ ký bằng dấu cộng, với nhẹ ký bằng dấu trừ, và người ta gọi đây là tiết nhịp. Và cái mối quan hệ chuyển động đều đặn giữa phách mạnh, phách nhẹ như vậy, và trong mỗi chương được thể hiện bằng các loại trường độ khác nhau phách bằng một trường độ nhất định, người ta gọi là loại nhịp. Loại nhịp Loại nhịp được ký hiệu bằng số chỉ nhịp. Số chỉ nhịp gồm hai chữ số. Chữ số trên chỉ số phách có trong mỗi nhịp. Chữ số dưới chỉ giá trị mỗi phách bằng một phần mấy nốt tròn. Như đầu chương 2 tôi nói thì nốt tròn có giá trị lớn nhất, và nó sẽ chia ra nốt tròn tỷ lệ bằng mấy. Ví dụ như là bài dấu nối dấu luyến, tôi đã tạm thời mở mỗi phách bằng một nốt đen, đúng không ạ? Thì nốt tròn tôi cứ tạm bằng 4. Như vậy tôi tạm thời ngầm hiểu rằng lúc đó tôi chia nốt tròn thành 4 phần. Như vậy thường thì trong âm nhạc rất hay sử dụng nhịp phân 4, như 2-4, 3-4, 4-4. Như vậy nếu như nhịp 4-4 như này thì nó sẽ có 4 phách, mỗi phách giá trị bằng 1 phần 4 nốt tròn, có nghĩa là 1 nốt đen. Chúng ta có thể thấy chia tỷ lệ nốt tròn như sau. Tôi tạm thời gọi đây là một nốt tròn. Nếu tôi phân 2, như vậy nếu tỷ lệ như số bên dưới tôi chia 2, như vậy giá trị mỗi phách sẽ là một nốt trắng. Nếu tôi chia 4, tôi phân 4, ví dụ như nhịp vừa rồi tôi gọi là nhịp 4-4, thì giá trị của mỗi phách sẽ gọi là 1/4 nốt tròn, có nghĩa là một nốt đen. Và nếu phách được đặt ở chỉ số là chữ số dưới là số 8 thì ta sẽ thấy rằng là chia phách bằng 1/8 nốt tròn. Như vậy lúc đó giá trị một phách bằng
một nốt móc đơn. Nhịp có một phách được thể hiện như sau. Như vậy nhịp có một phách thì ở đây nếu nhịp 1-2 thì giá trị mỗi phách bằng 1/2 nốt tròn, có nghĩa là bằng một nốt nốt trắng. Nhịp 1-4 như vậy là giá trị mỗi phách bằng 1/4 nốt tròn và của nó là mỗi phách bằng một nốt đen. Tiếp theo là nhịp 1-8 như vậy cũng vậy, chia nốt tròn thành 1/8, như vậy giá trị mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Ta thấy nó gần rõ nhất với lại cái dấu nốt nhạc nốt tròn vừa rồi ta là phân tích. Nhịp có hai phách cũng là nhịp đơn bởi vì nó có một trọng âm. Như nhịp 24, 22, 28. Nhịp 22 ta có thể thấy rằng là nó có hai phách, mỗi phách bằng một nốt gì ạ? Một nốt trắng, hai nốt đen và một nốt trắng đấy ạ. Tiếp tục ta có nhịp 24 là mỗi phách có hai phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Tiếp theo là nhịp 28 có hai phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Loại thứ ba là loại nhịp có ba phách. Nó ở đây có một trọng âm, một phách mạnh và hai phách nhẹ. Như vậy ở đây ta thấy rằng ta có nhịp 3-2, như vậy ba phách, mỗi phách bằng một nốt trắng. Cũng là ba phách nhưng mỗi phách bằng một giá trị bằng một nốt đen, hoặc là ba phách nhưng giá trị mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Ngoài nhịp đơn ra chúng ta còn có nhịp phức. Nhịp phức chính là sự kết hợp của hai hay nhiều lần cùng những loại nhịp đơn cùng loại. Như vậy ở đây tôi có nhịp 4-4, nghĩa là tôi sẽ có hai lần kết hợp của hai nhịp 2-4. Ta có thể nhìn thấy nhịp 4-4 ở đây. Nhịp 4-4 nhưng vô hình sẽ có gì ạ? Phách mạnh, phách nhẹ, phách mạnh vừa và phách nhẹ. Vô hình ta nhìn thấy có hai nhịp 2-4 ở đây, nhưng mà đây là gọi là 4-4. Ví dụ ta gọi là phách mạnh thì nó sẽ ở đây, nó sẽ mạnh tương xứng đường đường ở đây là phách có trọng âm. Nhưng cái trọng âm này nếu mà để ở nhịp 4-4, cái vai trò của phách mạnh này nó sẽ nhẹ hơn vai trò phách nhẹ này. Đấy. Cũng như vậy nhịp 6-8 cũng vậy. Nhịp 6-8 là sự kết hợp của hai loại nhịp 3-8. Hai loại nhịp 3-8 như vậy là trong đây nó sẽ có hai loại nhịp nhóm nhịp 3-8 kết hợp với nhau. Và ta nhìn thấy rõ nhất rằng là nếu như cộng ở đây nó là gì ạ? Có thể bằng một nốt trắng chấm dôi, nhưng người ta sẽ không bao giờ ta viết như thế, và người ta sẽ minh họa rất rõ rằng đây là ba phách của nhịp 3-8 và nối sang ba phách của nhịp 3-8, chứ người ta sẽ không viết rằng bằng một nốt trắng chấm dôi đây, một nốt trắng chấm dôi đây, người ta sẽ nhầm sang là nhịp 3-4. Vậy ngoài nhịp 4-4 và nhịp 6-8, người ta còn có những loại nhịp 9-8, 12-8 hoặc là gì 9-4, 12-4, những cái loại cũng rất ít sử dụng. Ngoài nhịp đơn và nhịp phức thì còn có nhịp hỗn hợp. Hỗn hợp chính là gì ạ? Nó là sự kết hợp của hai loại nhịp không cùng dạng. Như vậy là ví dụ nhịp 5-4 nhưng nó phải có sự kết hợp của 2-4 cộng 3-4, hoặc ngược lại 3-4 cộng 2-4. Tương tự như vậy thì nhịp 5-8 hay 7-8 nó cũng sẽ có sự kết hợp của hai loại với nhau. Nó có thể là cái này trước cái kia sau, hoặc cái kia trước cái này sau, nhưng nó là sự kết hợp của hai loại không cùng dạng với nhau. Đó là tất cả những cái loại nhịp mà tôi đã giới thiệu cho các bạn. Mong rằng là chúng ta sẽ có một cái buổi làm quen với cách thực hành các loại nhịp như vậy. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy nhấn subscribe để nhận được video sớm nhất.